Lễ Vu Lan diễn ra vào dịp rằm tháng 7 âm lịch hàng năm đã trở thành một hoạt động văn hóa có ý nghĩa của dân tộc. Sáng nay, buổi lễ đã diễn ra trong không khí ấm áp tại một số di tích tâm linh nằm trong khu du lịch sinh thái Tràng An. Tại những nơi diễn ra lễ Vu Lan là chùa Báo Hiếu, chùa Khai Phúc, Phủ Khống, nơi thờ 7 vị quan trung thần triều Đinh, đền Trình, nơi thờ tứ trụ triều Đinh, đền Suối Tiên, thờ Thánh Quý Minh Đại Vương, vị nhân thần trấn trạch phía nam kinh thành Hoa Lư của nhà nước Đại Cổ Việt đều được ban tổ chức thực hiện nghiêm công tác tiêu trùng khử độc, tạo không gian thiên nhiên sạch sẽ, thoáng mát và an toàn. Do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên lượng người dân và Phật tử trở về làm lễ cũng được hạn chế, đồng thời mọi người tham gia hành lễ đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch như sát khuẩn tay, thường xuyên đeo khẩu trang. Lắng lòng thanh tịnh trong lễ Vu Lan, thành tâm nghe lại lời dạy của Đức Phật về ý nghĩa của mùa lễ Vu Lan, các Phật tử và những người tham dự cùng hướng về những điều tâm phúc, việc thiện để tỏ lòng kính hiếu với cha mẹ, tổ tiên, cầu nguyện cho quốc thái dân an, dịch bệnh được bài trừ và nhà nhà an vui. Cảm niệm ân đức các bậc sinh thành cũng là lúc người dân và Phật tử thể hiện sâu sắc truyền thống đạo hiếu uống nước nhớ nguồn tốt đẹp ngàn đời nay của người dân Việt Nam.